Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Từ vi học cho biết, bản mệnh sẽ trải qua một năm với công việc bình ổn, ít phải đương đầu với khó khăn. Cẩn trọng lời ăn tiếng nói sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng pháp luật gây hao tài. Tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến hơn trước, tiêu pha cũng đôi phần dư giả. Sức khỏe giảm sút, dễ đau yếu hơn trước. Ngoài ra, đề phòng tai nạn bất ngờ về xe cộ. Về phương diện công việc, người làm công ăn lương cứ tiếp đà công việc cũ nên khá ổn định, không phải bận lòng mưu tính chuyện thay đổi người tự thân kinh doanh, buôn bán có thể mở mang một phần công việc, tuy vất vả và nhiều áp lực nhưng thu về thành quả tương xứng. Tháng 1 và tháng 7 âm lịch để phòng vướng tay tiếng thị phi dẫn tới kiện tụng pháp luật, vừa hao tài lại tổn sức. Về phương diện tài chính, Tử vi học cho biết, trong năm nay, vận trình tài lộc càng về cuối năm càng mạnh, thu hút vận may tiền bạc cho quý bạn. Theo đó, tiền bạc kiếm được cũng nhiều hơn trước, cuộc sống chi tiêu khá dễ chịu. Biết đủ thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều, bản mệnh nên ghi nhớ điều này. Về phương diện tình duyên gia đạo, xét theo tử vi học phương Đông, về phương diện gia đạo hài hòa, nền tảng tâm lý vững vàng cho đứng số tập trung mở mang công việc. Về phương diện sức khỏe, vận trình sức khỏe của bản mệnh theo tuổi tác mà dần suy yếu, âu cũng là lẽ tự nhiên. Có điều, quý bạn nên chú trọng nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể nhiều hơn, tránh tình trạng căng thẳng quá mức mà da rẻ kém sắc ăn uống không ngon khiến cân nặng tăng giảm với biên độ mạnh, tăng nguy cơ đau ốm, bệnh tật. Diễn biến từ vi bản mệnh theo từng tháng trong năm. Tháng 1, nhờ sự hỗ trợ của quý nhân, công việc của quý bạn tiến triển rất thuận lợi, đạt được kết quả tốt đẹp. Tháng 2, vợ chồng xảy ra xích mích, cả hai cần ngồi xuống hòa giải, tháo gỡ khúc mắc, tránh chuyện bé xé ra to. Tháng 3, áp lực công việc khá lớn, nhưng đây cũng là cơ hội để quý bạn chứng tỏ năng lực của bản thân. Do đó, hãy cố gắng và nỗ lực hơn trong thời gian này. Tháng 4, sức khỏe có dấu hiệu đi xuống, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Tháng 5, sự nghiệp vẫn phát triển thuận lợi, gia đạo cũng đón nhận nhiều tin vui, có thêm người, thêm của. Tháng 6, khi đi xa, quý bạn cần biết bảo vệ an toàn của bản thân, tránh xảy ra va chạm giao thông và đề phòng trộm cướp trên đường. Tháng 7, cuộc sống ổn định, có thể tranh thủ dành thời gian để đi du lịch với gia đình. Tháng 8, trong công việc có sự cạnh tranh gay gắt, quý bạn không nên chủ quan, lơ là để đối thủ vượt qua. Tháng 9, về phương diện tình cảm, có thể xảy ra một số bất đồng, mâu thuẫn, bạn nên hạ bớt cái tôi, tránh chuyện bé xé ra to. Tháng 10, phương diện tài lộc rất tốt, các khoản đầu tư sinh ra nhiều lợi nhuận, đem đến cho quý bạn cuộc sống dư giả. Tháng 11, tháng này có nhiều tin vui sức khỏe có dấu hiệu khởi sắc. Nếu có cơ hội đến trong thời gian này thì cần biết nắm bắt. Tháng 12, các phương diện của cuộc sống đều khá suôn sẻ. Bản mệnh có thể học hỏi thêm kỹ năng mới hoặc đơn giản là dành thời gian ở bên gia đình. Trong năm nay, quý bạn gặp sao la hầu chiếu mệnh. Sao la hầu hay còn gọi là la hầu tinh quân là vị thần trông coi thực tinh la hầu, chủ về kiện tụng, thị phi và sức khỏe. Sao la hầu cũng có thể xem là hung tinh là vì sao mang tới cho gia chủ nỗi u buồn hoặc những điều thị phi trong cuộc sống. Đây là một ngôi sao ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng. Có nhiều người vì danh tiếng mà mất cả sự nghiệp. Chính vì thế không thể xem nhẹ sao hạn la hầu, cần có những cách hóa giải nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nam giới kỵ nhiều hơn nữ giới, nên cẩn thận đề phòng tháng riêng và tháng 7. Cũng bởi sao la hầu thuộc mệnh mộc, cho nên những người thuộc mệnh mộc và kim sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn so với những người khác tuy nhiên những người đàn ông vào những năm gặp sao la hầu chiếu mệnh mà vợ đang mang thai thì sẽ gặp được nhiều may mắn tài lộc trong làm ăn người vợ thì sẽ được mẹ tròn con vuông cách thức cúng dân sao la hầu mỗi tháng vào ngày mùng 8 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà dùng chín cây đèn cầy hoa quả tràn nước bánh trái và đốt ba cây nhang quay hướng chính bắc để khấn vái. Thiên cung thần thủ la hầu tinh quân. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng, ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Thiên cung thần thủ la hầu tinh quân. Dùng một cây diều nếu có chặn phía trên. Lấy vài đỏ che kín bùa và diều, rồi đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính bắc tính tọa trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ. Qua 21 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn Diêm Vương. Gia chủ gặp hạn Diêm Vương, nếu bị ốm đau lâu ắt sẽ khó thoát, thế nhưng về mưu sinh thì tốt, gặp nhiều tài lộc và vui vẻ. Tuy nhiên gia chủ làm ăn thuận lợi, nên cần lưu ý chăm lo cho sức khỏe để phòng tránh bệnh tật. Cách hóa giải hạn Diêm Vương. Thứ nhất, gia chủ không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật, e là sẽ có biến nguy hiểm. Đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám, điều trị và có những biện pháp ăn kiêng, điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình. Đây cũng là một cách giải hạn diêm vương rất được xem trọng. Thứ hai, quý bạn không nên ăn uống tùy tiện, đặc biệt các sản phẩm tính hàn như thịt trâu, thực phẩm có độc tố, hạn chế những công việc ngoài xã hội, không tham gia vào các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình, hạn chế tham gia giao thông và cần có chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý, nên tới các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế. Thứ ba, đối với những người khỏe mạnh, bình thường nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế, sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thương mại, công danh, sự nghiệp có thể gặp thành quả rất đáng tự hào. Thứ tư, đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn diêm vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt, thích thêm phúc đức. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh Tin tức trí thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.